Xin chào các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại trung tâm đào tạo nghề Dulcevina. Trung tâm là cơ sở trực thuộc công ty, được xây dựng từ những ngày đầu thành lập, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt. Hàng năm trung tâm sẽ lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, trung tâm vinh dự khi nhận được giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp, được cấp bởi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Song song với việc phát triển các chương trình đào tạo trong công ty, thì đào tạo nghề cũng là một trong những chương trình luôn được trung tâm chú trọng. Đến nay, trung tâm đã tổ chức thành công 6 khóa học cho gần 60 học viên trong và ngoài tỉnh. Các bạn đều là lao động tự do, mong muốn học nghề để tìm được công việc ổn định, xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Thực tế cho thấy, học viên sau khi tốt nghiệp đều được tuyển dụng vào làm cho các công ty cơ khí trong khu vực với mức thu nhập phù hợp. Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà thầu cung ứng cho Dulcevina, cung cấp số lượng lớn thời hạn, hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sản xuất tại xưởng. Xin chào, tôi tên là Phạm Hồng Lưu, là giáo viên dạy thực hành học. Hiện tại tôi đã làm việc tại Dulcevina 16 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã tham gia giảng giác đầu tàu được 6 khóa học, số lượng là gần 60 học viên, chủ yếu là bên đầu tàu hàng tích và hàng siêu A. Sau khi tốt nghiệp, các em ra trường đã có công việc và có thu nhập ổn định, góp phần ổn định an sinh xã hội. Đây là nguồn nhân lực có chất lượng cho các nhà thầu đang làm việc trong các dự án của Dulcevina. Song song với việc đào tạo nghề, trung tâm cũng tổ chức đào tạo các khóa nâng cao kỹ năng cho thợ Dulcevina. Trong đó, đào tạo chế tạo được đẩy mạnh với nguồn nhân sự hiện tại và trang thiết bị hiện tại. Tin rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho công ty để đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức ra các chương trình để đào tạo cho các học viên bên ngoài. Nhập học vào cuối tháng 5 năm 2024, các học viên khóa 6 lớp hàm điện thuộc chương trình đào tạo nghề đã có 400 giờ học tập và rèn luyện tại trung tâm. Từ những buổi học đầu tiên, học viên đã được đào tạo mindset nhằm củng cố tư duy cũng như sự nhìn nhận của học viên đối với chương trình học và có cái nhìn bao quát về ngành hàng. Tiếp đến, các em đã được đào tạo các nội dung lý thuyết liên quan như tư duy chất lượng, lý thuyết hàng, ký hiệu hàng, vật liệu hàng, WBS, khuyết tật hàng, v.v. Trong các kỳ học lý thuyết, học viên luôn được kiểm cập và ôn tập lại nội dung cốt lõi của các bài học, giúp các em ghi nhớ kiến thức để vận dụng vào thực tế một cách tốt nhất. Hiện tại tôi đang có mặt tại một buổi học thực hành của lớp hàng khóa 6. Hãy cùng theo chân tôi để xem các bạn đang làm gì ở đây nhé. Với phần thực hành hàng, học viên được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo, và đặc biệt mỗi học viên được sử dụng máy hàng xuyên suốt thời gian học thực hành, tạo điều kiện tốt nhất để học viên học tập và rèn luyện, với thời gian thực hành chiếm gần 90% tổng thời gian toàn khóa. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Hiền, học sinh khóa 6 của năm 2024. Cảm nhận mình về thầy cô và trung tâm khóa học thì mình cảm thấy là thầy cô rất là gần gũi và chỉ dạy rất là dễ hiểu. Còn về trang thiết bị, mình cảm thấy là máy móc và thiết bị rất là mới. Trong quá trình tập và thực hành thì không thể là sự cố gì để đình trệ thời gian của khóa học. Bảo hộ lao động thì của trung tâm cấp phát là đầy đủ để mình có một môi trường làm việc an toàn. Cũng cảm ơn thầy cô và trung tâm đã tạo điều kiện cho chúng em có một khóa học để thành nghề để sau này để kiếm tiền lo cho gia đình ạ. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Văn Việt, hiện là học viên khóa 6 của trung tâm đào tạo nghề Dulcevina. Qua 2 tháng học ở đây thì tôi cũng thấy các thiết bị vật tư của trung tâm khá là đầy đủ. Quy trình làm việc và an toàn lao động của trung tâm cũng rất là tốt. Tại đây thì tôi lý thuyết và thực hành thì được các thầy chỉ dạy rất là nhiệt tình và kỹ lưỡng. Mang rằng sau khóa học này thì với những kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy thì tôi và các bạn ở đây sẽ tìm được công việc ổn định hơn. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô tại trung tâm
đã nhiệt tình chỉ dạy chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thành tốt khóa học này. Xin cảm ơn. Trung tâm vẫn đang chiêu sinh và tổ chức các khóa đào tạo nghề trong năm 2024. Học viên quan tâm đến khóa học, vui lòng liên hệ trung tâm qua đường dây nóng 0911 256 148 hoặc nhắn tin vào fanpage Trung tâm Đào tạo nghề Du Safina để biết thêm thông tin chi tiết. Trung tâm Đào tạo nghề Du Safina, niềm tin của bạn.